Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Toyota Tiền Giang. Mình là Mười, đến từ phòng kinh doanh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về giá xe, chi phí lăn bánh và thủ tục mua xe Toyota Camry 2.0G bằng hình thức trả góp. Toyota Camry 2019 phiên bản nhập khẩu Thái Lan sau màn ra mắt ấn tượng trên thị trường đã nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng với mức giá bán hấp dẫn. Toyota Camry 2019 ra mắt nhằm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ khi bước sang thế hệ thứ 8. Đây cũng là một tiêu chí cho sự cạnh tranh đầy kịch tính trong phân khúc D với các đối thủ như là Mazda 6, Honda Accord. Không chỉ là bước đột phá vào ngoạn mục về ngoại thất, cả về nội thất, tiện nghi và vận hành, Toyota Camry 2019 đã được Toyota Việt Nam nâng cấp lên một đẳng cấp mới. Hiện nay Toyota Camry 2.0G 2019 phiên bản nhập khẩu Thái Lan được Toyota Việt Nam niêm yết với giá bán lẻ là 1.029.000.000 và chi phí lăn bánh tạm tính cho khách hàng đăng ký xe tại Tiền Giang cũng như các tỉnh miền Tây là 1.135.330.700.000. Các chi phí lăn bánh tạm tính bao gồm giá xe niêm yết là 1.029.000.000, phí trước bạ tạm tính 10% là 102.900.000.000, chi phí đăng ký biển số tại thành phố trực thuộc tỉnh là 1.000.000, phí đăng kiểm lần đầu 2.5 năm là 340.000.000, phí duy trì đường bộ 1 năm là 1.560.000.000, phí bảo hiểm trách nhiệm nhân sự bắt buộc là 530.700.000. Mùa xin lưu ý đến quý vị và các bạn, giá lăn bánh tập tính trên chưa bao gồm chương trình khuyến mãi bảo hiểm thân xe và được áp dụng đối với khách hàng là cá nhân không kinh doanh. Do đó, quý vị và các bạn đã muốn nhận được báo giá lăn bánh chính xác nhất, vui lòng liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang để được hỗ trợ nhằm giúp quý khách hàng sở hữu được dòng xe Toyota Camry 2.0G 2019 với số tiền tối thiểu. Toyota Tiền Giang đang có chương trình hỗ trợ mua xe trả góp qua ngân hàng với tỷ lệ vay lên đến 80%. Và khi đó thì số tiền mà người mua xe cần phải chuẩn bị là 312.330.700.000. Đặc biệt, thời gian vay mua xe lên đến 7 năm với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thì mức lãi suất này sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngân hàng và thời điểm vay. Do đó, để nhận được thông tin chính xác nhất, quý vị và các bạn vui lòng comment hoặc liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang để được hỗ trợ. Vậy câu hỏi đặt ra là để được hỗ trợ mua xe trả góp qua ngân hàng thì các bạn cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Đối với khách hàng là cá nhân thì các bạn cần chuẩn bị chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận độc thân nếu các bạn chưa lập gia đình, hợp đồng lao động và sao kê 3 tháng lương gần nhất. Đối với quý vị và các bạn là công ty, doanh nghiệp thì các bạn còn chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập doanh nghiệp, báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất, biên bản hợp đồng thành viên, hợp đồng kinh tế và hóa đơn đầu vào đầu ra trong 3 tháng gần nhất. Trong trường hợp quý vị và các bạn đang gặp trở ngại trong vấn đề về chuẩn bị những giấy tờ hồ sơ trên, quý vị và các bạn vui lòng comment hoặc liên hệ với hotline Toyota Tiền Giang để được hỗ trợ. Và với chương trình hỗ trợ mua xe trả góp qua ngân hàng thì Toyota Tiền Giang tin chắc rằng quý vị và các bạn sẽ dễ dàng sở hữu được dòng xe ô tô 5 chỗ này. Để nhận được thông tin về video mới của Toyota Tiền Giang, quý vị và các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.